Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng cái đồng hồ Zoey ZT102A. Sẽ hướng dẫn các bạn từ A tới Z luôn đồng hồ này. Vì vậy có thể nó hơi dài, mình đã để cái đoạn thời gian bên đây nè. Đó, bạn nào muốn coi chức năng nào thì xả tới cái đoạn đó để coi chức năng đó luôn. Nếu không thì chúng ta cứ coi từ đầu đến cuối đi để biết được những chức năng của đồng hồ này là tất cả chức năng của nó luôn. Thì đầu tiên giới thiệu sơ sơ về đồng hồ, đây là đồng hồ loại hiệu Zoey ZT102 A nha. Thì có loại 102 nữa mà đây là 102 A nha. Loại này thì phía sau nó sử dụng hai viên pin 3A, pin 3A đó, pin nhỏ bạn trong ra đồ mót á, hai viên nha. Rồi. Thế được kèm theo là một cái túi để mà đựng đồng hồ như thế này. Rồi một cái que đo thường, bộ que đo thường, một bộ que đo nhiệt độ ha, một cái hộp. Đây cái hộp của nó. Thì bên trong sẽ có sách hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Trung Quốc ha, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Về nhiệt độ thì chúng ta sẽ có cái que như này để đo nhiệt độ. Rồi để mở cái đồng hồ này lên, các bạn sẽ dặn lên, sẽ động nó mở lên đó. Thì chức năng đầu tiên là chức năng auto. Chức năng auto thì ở cái thang auto này các bạn sẽ đo được là von nè, thông mạch nè, điện trở nè, diode nè, đó đo được bốn chức năng đó ở cái thang auto này. Nếu các bạn không thích không 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 thích dùng thang auto này thì các bạn có thể chỉnh qua cái thang chi tiết của nó để ta đo luôn ha, tùy các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta sử dụng để mà đo ha. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta dò điện trước ha, dò mà dò điện không chạm á thì các bạn sẽ bấm cho mình nút bên đây nè, thấy không, nút màu vàng nè, bạn bấm vô, bạn đè vô nha, đó nó hiện chữ EF nè, đó đưa gần vô đó. Nếu mà có điện nó sẽ báo gạch như này đó, bốn gạch là nhiều và chuông sẽ kêu. Thì rồi có thể là chú kêu hơi nhỏ các bạn không nghe được, có thể các bạn không nghe được nhưng mà ở ngoài bạn sẽ nghe nó kêu đó. Thì bạn nhớ bấm và đè bên đây nha để chúng ta đo được cái điện đó. Rồi đầu tiên là các bạn chỉnh quả thang auto ha, chỉnh quả thang auto. Que thì đây thì bạn cắm là que đen ở trên cơm, que đỏ thì ở bên đây đó. Chừng nào bạn đo ampe nó về bên đây thôi, nếu bạn không đo ampe bạn cắm đây hết. Những chức năng còn lại như là vol nè, ôm nè, tần số nè, tụ nè, diode, thông mạch, nhiệt độ nè, miliampe cũng cắm ở đây luôn. Nói chung là ta cắm ở đây hết trơn, gần gần như là 90%. Ta cắm vô đây đi. Rồi ở chức năng auto này á, các bạn sẽ đo được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là các bạn sẽ đo được cho mình thông mạch nè. Đó, ok chưa? Rồi điện trở là điện trở 2 kg các bạn. Điện trở 2 kg ha, đo ra là 1,9 mấy ha. Đó. Điện trở 2 kg đó. Ở thang auto này các bạn đo không cần chỉnh. Chỉnh qua thang auto rồi các bạn đo không cần chỉnh. Bây giờ thử chúng ta đo pin nè. Mình có một cái cục pin. Pin 4V đó, mình đo nè. Đo sai cực luôn. Đo sai cũng không sao. Đó, nó có dấu âm nha, đo sai thì nó có dấu âm. Đây, đây bạn coi lại. Đó, có dấu âm nha, có dấu âm phía trước nè. Cục pin 4V mà ra 3,9 này không? Đó, ok chưa? Giờ đo điện 2,2 luôn. Chung một chỉnh qua thang auto các bạn sẽ đo được khá nhiều thứ. À, đo nè. Đó, ra 210 10 20V, 27V, 26V nó thấy chưa? Đo điện 220 ở thang auto luôn, không cần chỉnh gì hết. Rất là dễ dùng đúng không? Thang auto là dùng rất nhiều chức năng khác, ví dụ như đo tụ nè. Về chức năng đo tụ thì các bạn sẽ chỉnh cho mình qua đây. Qua đây nha, đây, qua đây. Muốn đo tụ chỉnh qua đây, xong rồi các bạn bấm vô cái nút sale. Bên đây, nút vàng này bấm vô một cái. Hai cái, nó bấm hai cái màn hình hiện chữ NF. NF thì F là ký hiệu của cái tụ, là đơn vị của cái tụ. Đó, giờ mình sẽ đo được tụ nè. Ở đây mình có là một con tụ quạt. Tụ quạt này là tụ quạt 1,5 nha. Mình đo coi nó ra 1,5 không nha các bạn. Tụ quạt thì không phân cực, các bạn cứ đưa thoải mái đâu nào cũng được hết trơn. Đợi khoảng 5 5 5 5 giây. Nó là 1,5. Ok chưa? Tụ quạt 1,5 UF. Đó. Rồi mình sẽ thử con tụ khác. Con tụ quá các bạn nha. Ở đây mình có một con tụ quá. Tụ quá 33 UF. Đâu rồi? Đây đây. 33 UF ha. Rồi. Tụ này thì có phân cực và các bạn phải đưa đúng cực nha. Đưa đúng cực cho mình, nó đo được tụ là tối đa là 10.000 UF bạn. 10.000 UF rất là lớn. Đây, đợi chuẩn bị đợi nha. Các bạn đi vô đo khoảng 5 giây mới lên nha. Đó, 33.
Ok chưa? Bạn đưa vô nhớ phải đợi khoảng 5 giây chứ không cứ lo liền các bạn. Còn về đo tần số ha, nếu bạn muốn đo tần số thì bạn chỉnh qua thay hát rách nè, hát rách hay không, chỉnh qua rồi các bạn đưa máy lại gần lên luôn, không cần đo. Khi bạn chỉnh qua rồi hát rách nè là tần số nè, các bạn đưa máy lại gần điện nó tự lên luôn, bạn không cần phải đưa que vô đo chứ, rất là tiện dụng đúng không. Rồi giờ hình chỉnh các bạn chỉ các bạn cách ta đo miliampere ở những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như mình muốn đo cái bóng led này nó bao nhiêu miliampere chẳng hạn, thì mình sẽ dùng qua thang miliampere. Thì mình chỉnh qua đây nè, chỉnh qua đây miliampere đó, miliampere nha đó. Rồi chúng ta sẽ đo để tính được công suất của bóng led này bằng cách là chúng ta sẽ dùng ở đây mình có một cục pin nè, mình sẽ làm cái nguồn để cấp cho bóng led. Đây là một bộ, đây là bóng led nè đó. Bây giờ mình sẽ bóng led thì có chân dương dương âm, các bạn nhớ phân biệt dương âm nha. Xong rồi chúng ta đưa vô bóng led nè, đo ampere thì bạn sẽ đo nối tiếp nha bạn, chứ không đo song song như đo vol nha. Đó, que đỏ nè, mình cắm vô chân đỏ bóng led nè, que đen nè cắm vô que đen của nguồn nè. Đó, bóng led ra sáng nè. Và ampere hiện thị màn hình bây giờ là khoảng 47 ampere, 45 47 ampere, 49 ampere, 40 miliampere bạn, miliampere nha, nhầm, khoảng 50 miliampere. Đó, khoảng 50 miliampere thì bạn có miliampere rồi, các bạn có thể tính được công suất. Bạn lấy vol 40V nè, các bạn nhân với ampere của nó là nay là 50 miliampere, 50 miliampere thì bạn đổi ra ampere là 0,05 ampere, bạn nhân vô là ra bóng led này là khoảng 0,2W ha, bóng led này là khoảng khoảng là 0,2W các bạn nha. Đó thì rất là nhỏ thôi. Thì đó là hướng dẫn các bạn cách ta đo miliampere. Thì ampere cũng tương tự, ampere các bạn chuyển cái thang này qua bên đây để mà đo ampere. Đó. Tuy nhiên các bạn đừng có lộn là các bạn chỉ qua đây phải không? Đó. Các bạn chạy lên đây, đúng rồi nè, nó dặn qua ampere nè, nó chuyển qua đi qua đây nè, đúng rồi ha. Xong các bạn lấy hai cái que đo, bạn chọt vô ổ điện. Đây chọt vô ổ điện gì nè, đó. Khi bạn đã chuyển qua thang ampere rồi mà bạn lại chọt vô ổ điện như là đo vol là sẽ đồng hồ sẽ nổ cái bụp liền ha. Có thể sẽ là nổ cột chì. Và bạn nào xui nữa thì nổ luôn cái mạch, hư luôn đồng hồ. Nhưng mà thường thì nổ luôn cái mạch, tại vì điện 220 rất là lớn, thường thì sẽ nổ luôn cái mạch đó. Bởi vậy các bạn khi đo ampere nếu ai không biết là đừng có đo luôn đó, vì vì các bạn cứ nghĩ là ampere ở đây là ampere giống như đo vol là sai. Đo ampere các bạn phải đo nối tiếp ha, đo nối tiếp như là cái mắt cái công tắc vậy đó, chứ không phải là đo song song như đo vol đó. Giống như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn đó là cách ta đo nối tiếp giống như là các công tắc vậy đó ha, chứ không phải là đo song song như đo vol. Nếu các bạn đo song song như đo vol thì nguồn sẽ dập vô đồng hồ và đồng hồ sẽ nổ ngay ha, không đồng hồ là chịu nổ đâu. Mặc dù nó có cầu chì bảo vệ, tuy nhiên tại vì dòng điện này quá mạnh, dập vô cái là nó nổ luôn, chưa kịp bảo vệ là đã nổ rồi đó. Đó là một vài cái chi tiết. Nói chung đồng hồ này khá là hay ở chỗ là nó có thang auto, có thang auto thì khi chúng ta đã chỉnh về thang auto này, chúng ta có thể sử dụng được những chức năng auto của nó rất là dễ, là đo là vol nè, thông mạch nè, điện trở nè, diode nè, đó bằng thang auto rất là dễ. Còn nếu bạn nào mà không muốn đo bằng cách auto như vậy thì ta có thể chỉnh qua luôn, trực tiếp luôn, ví dụ chỉnh đây nè, đó để đo vol DC vol thấy chưa, bấm vô một cái qua AC đó. Thì bạn nếu bạn muốn đo cách theo cách dặn thang thì bạn cũng có thể dặn thang đo được luôn đó, rất là thông dụng, rất là dễ dùng và thuận tiện đúng không. Màn hình nó luôn luôn là sáng vậy ha, màn hình nó luôn luôn sáng, nó không tắt được màn hình nha các bạn. Đó, với nó là không có đèn phía sau, thường như hồi kia có đèn, hồi này không có đèn phía sau. Đó, nói chung đồng hồ này khá là dễ dùng, bởi vì nó có thang auto tích hợp vào cả những thang vặn, vừa auto và vừa vặn nữa, rất là hay. Cho nhiều người nào mà dù lâu lâu chúng ta làm biến là dặn auto ta đo luôn, lâu lâu ta xuyên chúng ta hay dặn vào những thang khác là chỉnh, nó tùy. Rồi, video mình tới đây kết thúc á, bạn nào thấy hay nhớ like, subscribe kênh giúp mình và chào các bạn.